Vâng, xin chào các bác cô chú anh chị. Giới thiệu của bác cô chú anh chị là một cái cây người bắt về. Hiện tại của nó là kiểu dạng u cục và đang có 5 đầu, 5 cái tay cút lên. 1, 2, 3, 4, 5, cái ngọn là 5. Đấy, thì sơ bộ nó là một cây lùn lực. Thì cây này tôi cũng biết khá lâu, mấy anh em biết thì hôm nay được về và thực tế là cũng bắt lại của anh em thôi, anh em nhượng nhau thôi. Đấy, thì cây này bây giờ là mấy giờ? Bây giờ chắc khoảng độ 6 giờ 6 rưỡi chiều rồi. Thì tôi muốn làm con cây này, có thể cây này sẽ tách làm hai video. Cây này nó là một cái hàng khá là cần tư duy. Mặc dù là nhìn thì có vẻ là rõ ràng đấy, nhưng mà cây này khá là mất thời gian. Đầu tiên ý tưởng tôi là làm lại cái bệ này và vật lá đi, nhặt sạch đi, và ta sẽ lên cái phương án chỉnh sửa dần. Thì có thể ta sẽ giữ nguyên cái dáng này là 5 đầu đi, thì cũng phải sửa những cái đầu cút này và nuôi lại những cái tay giật cho nó hợp lý. Thứ hai là có thể làm 3 vai, hai tay hai bên là một ngọn, thì bỏ đi những cái hai cái tay đóng sang hai bên phía hông này. Đấy, thì cũng là một ý. Thì cái cổ này chắc cũng phải hạ thấp xuống một chút. Đấy, bệ bãi cái này thì ok, thu ngắn lại đến đây, cái chỗ này thu ngắn lại đây, thu ngắn lại chỗ này, xử lý một chút. Đấy, và tóm lại là như vậy. Ý tưởng thì còn đang trong đầu, vẫn còn chưa chốt ý tưởng nào cả. Bây giờ tôi sẽ vặt lá ra, và hôm nay chưa có chậu, có thể rũ luôn cái chậu này ra để làm bệ luôn. Nó phải nổi bệ lên thì mình tính được cái cây nó chuẩn. Đấy, thì tôi làm luôn các bác nhé. Cây này sẽ cố gắng, nếu không được thì sẽ chia làm hai video các bác theo dõi nhé. Vì là đêm hôm mà đục cây này thì cũng khá là nhiều công rồi. Mà đục thì đêm hôm tôi không tiện. Đấy, mà chỉ thời gian làm chỉ có đêm thôi. Bây giờ ban ngày đi làm rồi, vào việc các bác nhé. Tôi sẽ vặt lá cây này. Vặt lá xong tôi sẽ cắt sơ sơ làm sạch sẽ rồi sẽ rũ bệ cây này ra luôn. Thì tôi thay, chưa có chậu rồi, nhưng mà thôi, cứ làm lộ cái cốt lại còn đục chán quá, vì mai kia trồng được.
con cá này các bác nhìn. Đây này làm cây thiên nhiên được. Mặc dù là năm tay hay là mấy tay thì làm thiên nhiên tự nhiên được. Đấy, chưa bóc bệ ra nhìn các bác thấy đang rất rồi đâu. Đang rất rồi. Đấy. Đấy, thì là dù có làm cách nào nữa thì tôi bỏ cái này đi. Khẩu này nó rất là đều này. Khẩu này. Tôi sẽ xin phép thịt luôn khẩu này. Đó nhá. Sau này tiếp khẩu này các bác, nuôi đến đây, nuôi đến này. Đấy, để hạ xong rồi này, tính tiếp. Có một cơ này. Thank you.
Con nhìn, con nhìn thôi. Đấy, đã nhìn thấy gì các bác? Chưa đâu, vẫn như lúc nãy thôi.
Giờ rút ra cho bác nhé, để tối cho nó ráo nước để trồng nhé. Thì ai bên đề đục kép bệ coi nhé. Rút ra cho bác xem như nào, tôi chưa biết như nào. Đây các bác ơi. Đây, mặt này thì nhìn giống rõ ba vai đúng không? Các bác muốn nuôi cái này. Cái này không dùng được vì nó lệch sang bên này. Thì đục bỏ đi rồi. Đấy, sơ bộ là như vậy chứ chưa xong đâu. Xuống ăn cơm đã, tối đục tiếp. Xin phép các bác cái cây này làm 2 tập các bác nhé. 2 tập. Cái này sau vít xuống. Cái cổ này còn đục, chưa đục được cái cổ này. Đục định hình tí nữa phải đục móp méo thêm. Cái bệ này cắt. Cắt cái bệ này. Đây. Đấy. Bỏ cái khẩu này đi. Đấy các bác nhìn. Bỏ khẩu đi. Nó đỡ bị. Cái bệ này nó đỡ bị nặng quá. Đấy. Thôi miếng này thì tạm thời nuôi lại. Miếng đây nữa, nhỏ đây nữa. Đấy. Đấy các bác. Nguyên cái bánh cũ này. Mỏng dính này, mỏng dính. Đấy, nó không có cái rễ cọc xuống. Đây các bác, hàng chân nuôi đây. Thôi, hẹn gặp lại các bác ở cái tập 2 của nó. Em đục hoàn thành nó các bác nhé. Giờ đi ăn cơm đã, mệt lắm rồi.